Điểm tin tối ngày 2 tháng 1 năm 2023. Tìm thấy thi thể tài xế ô tô bị lật, chìm dưới lòng hồ thủy điện. Chiều 1 tháng 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể tài xế xe tải gặp nạn chìm dưới lòng hồ thủy điện. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12, xe tải biển kiểm soát 24C03XX do tài xế VVT sinh năm 1993 trú tại Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai điều khiển, lưu thông trên tỉnh lộ 177 khi đi đến đoạn thôn Cốc Sọc, xã Thèn Vàng, đã bất ngờ bị lật rơi xuống lòng hồ thủy điện sông Chảy Xấu. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an huyện Xín Mần huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm người gặp nạn, tiến hành trục vớt xe tải chìm dưới lòng hồ. Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 9 giờ ngày 1 tháng 1, thi thể tài xế VVT đã được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình đưa về mai táng. Đề nghị thẩm định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật trưng bày tại chùa Ba Vàng. Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin, những ngày vừa qua, báo chí và dư luận đã phản ánh thông tin chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi tóc Đức Phật có từ 2.600 năm trước gây xôn xao, khiến hàng vạn người dân và Phật tử kéo nhau về chùa Ba Vàng chiêm bái đảnh lễ. Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, xác minh lại sự việc, từ đó làm rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam và việc tổ chức trưng bày cho Phật tử, nhân dân đến chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng của sư trụ trì, chứng chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền nếu có. Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã trao đổi và có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật được trưng bày tại chùa Ba Vàng để có thông tin chính thức về sự việc. Cô gái đang ngồi uống nước cùng bạn thì bị giật điện thoại. Ngày 2 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bình Chánh vừa bắt Lê Nguyễn, 28 tuổi và Võ Hữu Nhân, 34 tuổi cùng ngụ quận 8 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12, một cô gái trẻ đang ngồi uống nước cùng bạn trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và sử dụng điện thoại iPhone 15 Pro Max. Lúc này, hai nam thanh niên đi qua và dừng lại. Một người đi bộ tới giật điện thoại của cô gái rồi nhanh chóng lên xe cùng đồng phạm tẩu thoát. Công an huyện Bình Chánh giao Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với phòng PC02 khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Đến ngày 1 tháng 1, các đơn vị phối hợp phát hiện Nguyễn và Nhân nên bắt giữ. Nhân khai không có tiền tiêu xài nên rủ Nguyễn đi cướp giật tài sản. Nhân đã từng 3 lần đi tù vì cướp giật tài sản. Một nhà hàng ở quận 1 thu tiền từ hoạt động mại dâm lên đến 20 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Trang Nam, 42 tuổi, chủ nhà hàng Joy quốc tịch Hàn Quốc, Chung Jong Bin, tổng quản lý người Hàn Quốc, Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Tiến Trung về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, công an phát hiện nhà hàng Joy, đường Nguyễn Thái Bình, quận 1 hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Nhà hàng Joy hoạt động từ tháng 7 năm 2023 do Hoàng Trang Nam trực tiếp điều hành với 30 phòng karaoke không phép, cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài chủ yếu là Hàn Quốc. Nhà hàng có khoảng 180 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Thông qua việc môi giới của quản lý, tiếp viên nữ bán dâm với giá 3,8 triệu đồng một lượt. Khi kiểm tra, công an thấy tiếp viên nữ của nhà hàng bán dâm với khách tại các khách sạn, chung cư trên đường Lý Tự Trọng và đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, v.v. Biết nhà hàng bị kiểm tra và sợ bị bắt giữ, Hoàng Trang Nam, Cao Phương, Hồng Nhung bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp nhưng không thoát. Số tiền mà nhóm thu lợi từ hoạt động mại dâm là khoảng 20 tỷ đồng. 150 nữ nhân viên khỏa thân nhảy sexy bán dâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện hai nhà hàng ở quận Bình Tân tổ chức cho hàng trăm nữ nhân viên bán dâm, bắt khẩn cấp Phan Hoàng Phương, tổng quản lý hai nhà hàng Ruby Thảo Vi, quận Bình Tân, Lê Thành Vinh, nhà hàng Ruby, Nguyễn Thị Thảo, nhà hàng Thảo Vi về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, công an phát hiện hai nhà hàng Ruby và Thảo Vi trên đường Lê Văn Quế, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân tổ chức môi giới mại dâm có tính chất phức tạp. Các cơ sở có 100 đến 150 tiếp viên nữ phục vụ nhu cầu ăn chơi, nhân viên nữ khỏa thân nhảy sexy kéo khách và tăng doanh thu cho nhà hàng dưới sự điều hành của các má mì tổng quản lý nhà hàng. Họ đã tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm, giá cả mua bán dâm từ 3 triệu đồng một lần và 6 triệu đồng một đêm. Nhà hàng cũng kinh doanh ăn uống karaoke không có giấy phép. Công an kiểm tra hai nhà hàng trên, phát hiện nhiều tiếp viên nữ ra ngoài để bán dâm cho khách tại các khách sạn trên địa bàn quận Bình Tân. Thời điểm kiểm tra, còn phát hiện có 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm.